Chào các bạn làm chủ nhân của những chú mèo. Gần đây, bạn có thấy mèo nhà của bạn luôn ngứa không? Hãy cùng xem nguyên nhân nhé. Thật là tồi tệ khi có bọ chết và ve. Ký sinh trùng có thể lây lan giữa các thú cưng và chúng sống bám đầy mọi ngóc ngách. Hãy nhanh chóng sử dụng sản phẩm thuốc tẩy giun sán cho chó và mèo. Nó sử dụng thành phần khô chứa fipronil kết hợp với dung môi nhập khẩu. Công nghệ thẩm thấu hoàn toàn và kỹ thuật ngăn chặn hút thuốc. Dung môi sẽ thẩm thấu qua dầu mỡ để lan tỏa khắp cơ thể con thú, xem chúng tan biến đi. Sản phẩm này giúp thú cưng tránh xa khỏi sự phiền toái của ve và bọ chết. Chọn thuốc cho thú cưng, hãy chọn Notapet nhé. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, liên hệ cho chúng tôi nhé.